Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập nhìn Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tổng chỉnh Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật tuyệt vời. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở, đón vận may bất ngờ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào về như nước lũ, trả sạch nợ nần, đổi đời cực giàu. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, kính thưa quý vị, trong cuộc sống có những người may mắn được Phật trời che chở, ban phước lành, giúp họ vượt qua mọi khó khăn và đạt được những điều tốt đẹp. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về 7 dấu hiệu đặc biệt cho thấy người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Bạn có từng cảm thấy rằng mình luôn có một sức mạnh vô hình bảo vệ, dẫn dắt bạn đi đúng hướng, hoặc bạn có từng gặp những tình huống mà may mắn đến một cách kỳ diệu, khiến bạn ngỡ ngàng và biết ơn? Đừng bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của video này, vì chúng tôi sẽ giúp bạn nhận ra những dấu hiệu đặc biệt đó, để bạn hiểu rõ hơn về sự che chở của Phật trời dành cho mình. Người tuổi Giáp Dần với bản tính mạnh mẽ, quyết đoán và trung thực, luôn có sự kiên trì và ý chí vượt qua mọi thử thách. Chính nhờ những đức tính này, họ được Phật trời yêu thương và bảo vệ, ban cho nhiều phước lành và cơ hội tốt đẹp. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí cho quý vị 7 dấu hiệu rõ ràng nhất, chứng minh rằng người tuổi Giáp Dần thực sự có căn lành, được che chở và hộ trì bởi Phật trời. Hãy cùng chúng tôi khám phá những dấu hiệu này và tìm hiểu cách tận dụng tối đa phước lành mà bạn được ban tặng. Đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích và thú vị nào khác. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá 7 dấu hiệu tuổi Giáp Dần là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì. 7 dấu hiệu tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, gặp nhiều may mắn, trúng số bất ngờ, đổi đời giàu to, hậu vận an nhàn, sung sướng. Quý vị thân mến, cô độc thực tế là một trạng thái hoàn mỹ của cảm xúc. Trong trạng thái cô độc, bạn không cần quan tâm đến ai, không cần chia sẻ với ai, không cần phải để ý đến cách nhìn hay lời nhận xét của ai. Bạn không kể lể cũng không tâm sự câu chuyện của bản thân mình ra phía bên ngoài. Bạn là chính bạn, đơn thuần, ban sơ trong thế giới riêng. Với những suy nghĩ và cá tính của chính mình, dĩ nhiên lắm khi yếu ớt quá thì cô độc thật đáng sợ. Không có người để sẻ chia, không có ai để tâm sự, không có ai để dựa dẫm. Bản thân cứ phải gồng mình lên trước những áp lực, bản tâm phải không ngừng động viên, vỗ về chính mình để đối diện với những trách nhiệm, những chông gai. Và cái đáng ghét nhất về cô độc là người ngoài nhìn vào người ta luôn nghĩ mình sướng lắm, nhàn lắm, dễ dàng lắm. Nhưng tự trọng trong lòng, tự tôn trong tâm khiến Giáp Dần ta đây chẳng thể nào kể lể ra những suy tư của chính mình. Trong cái đoạn hiện tại, những khốn khó, những mất mát, những mỏi mệt mà Giáp Dần trải đã đủ sâu sắc, đủ nhiều, những thất bại về sự nghiệp, những thất vọng về nhân tâm cũng đã đủ lắm. Trải nghiệm đã đủ sâu và giờ là lúc có dấu hiệu chuyển cơ của thời vận để có thể tận dụng mà khắc phục những khốn khó đoạn vừa rồi. Vậy nên, chỉ mong Giáp Dần đừng vì những trắc trở vừa qua mà mất đi cái niềm tin vào bản thân mình, cũng đừng lại tiếp tục hy vọng hay trông chờ vào những điều không tưởng sẽ xảy ra. Ngàn chim trong rừng không bằng một chim trong tay, tức cái gì thực tiễn tuy nhỏ vẫn hơn là những cái phù phiếm trông có vẻ lớn và hơi thực dụng một tí. Nhưng Giáp Dần hãy cứ nhớ thế này: E focus more on money than people because I never met a dollar idol, tức là tôi tập trung vào tiền tài nhiều hơn người đời, bởi vì tôi chưa từng gặp tờ tiền nào khiến tôi không thích cả. Người đời có thể tròn, có thể méo,
có thể thể vuông, có thể tốt, có thể xấu, có thể ngụy quân tử, cũng có thể là chân tiểu nhân, và người đời rất hay làm Giáp Dần bực mình hoặc thất vọng. Nên thay vì để tâm đến người đời hay quan tâm đến cảm xúc suy nghĩ với thế nhân, trong cái đoạn này, hãy cứ tập trung vào sự nghiệp Giáp Dần nhé, vì tiền tài tuy có vẻ tệ bạc và nhạt nhẽo, nhưng chúng sẽ không phản bội, cũng sẽ không khiến bản thân mình chán ghét và sẽ luôn cùng ta kinh qua những thăng trầm, những ngày mưa to, những đoạn khốn khó. Quý vị thân mến, nếu giàu sang mà dễ, đời không ai nghèo khổ, hạnh phúc mà dễ, cuộc sống ai muốn đơn độc một mình. Chính vì sự chiến thắng nó không dễ có được, nên việc phải trả một cái giá tương xứng trong khả năng của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Lại nói, nếu ta đã yêu hết mình, đã thương nhiệt tình, đã trao đi chân tình, thì nếu có đổ vỡ, chia ly, cũng đâu có gì mà cần phải nhìn lại quá khứ rồi sầu bi. Lại nói, nếu ta đã làm việc đã chăm chỉ, đã nỗ lực, đã nhiệt thành, đã nhiệt huyết, cống hiến và không ngừng cầu tiến vươn lên, thì nếu có thua cũng đâu có gì cần phải xấu hổ hay để ý miệng đời cười chê. Nếu bạn đã thiêu đốt từng giọt cảm xúc, nếu đã từng chảy những giọt mồ hôi nỗ lực chuyên cần, thì tức bạn đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. Để có thể nói rằng, sự có thể thành, sự có thể bại, nhưng Giáp Dần đã cố và đã chiến, đã đấu và đã nỗ lực, vậy thì có gì mà phải hối hận, sầu bi. Nếu bạn nghĩ rằng biết thế không yêu, biết thế không làm, sống một đời nhàn tản, bình thường, đơn độc còn hơn, thì hãy cứ biết cuộc đời không có thử thách này thì sẽ có thử thách khác, né được đống bùn này thì cũng dẫm phải cây xương rồng khác, vì đấy là sự cài cắm của mệnh số. Vì có nhân quả mà luân hồi chuyển kiếp, vì có nghiệp lực mà vất vả, khó khăn, và tất cả giản đơn là những liều thuốc tưới tắm cho sự trưởng thành. Và giờ đây, Giáp Dần đã trải qua vô vàn những vất vả để mưu sinh, đã thấm nhuần hương vị cuộc đời, luôn có đắng, cay, có những việc không làm được thì mặc kệ, có những người không nói được thì cười cho qua chuyện, không có nắng, hãy học cách tận hưởng sự mát mẻ của gió và mưa, không có hoa hãy học cách cảm nhận hương đất. Nếu bạn muốn nhiều hơn, bạn sẽ có gánh nặng, nếu bạn có ít kỳ vọng xa hoa hơn, bạn sẽ hài lòng, chỉ với đôi mắt biết cười. Chúng ta mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp, chỉ với một trạng thái tinh thần đơn giản, chúng ta có thể có một tâm trạng vui vẻ. Trong cuộc sống, chúng ta đôi khi gặp những xui xẻo mất tiền thì đau, mất tình thì buồn, mất danh thì tiếc mất, của thì oán. Nhiều khi chúng ta vui vì được và buồn vì mất, mấy chục năm cuộc đời là sự vội vàng, đời người chẳng qua là một chu kỳ. Cuộc sống chẳng qua chỉ là một hành trình đi qua, không phân biệt được mất, đến thì nồng nhiệt ôm ấp, không đi được thì tiếc nuối, trong cuộc sống của một người. Không có gì thuộc về bạn, bạn chỉ là một người sử dụng, muốn buông thì hãy xem buông có còn đau không, nếu buông được mà không đau, bạn đang nắm được quy luật của cuộc sống. Kiên nhẫn là một trí tuệ sinh tồn, rút lui để tiến bộ, kiên nhẫn không phải là sự yếu đuối, cũng không phải là một lối thoát, mà là một loại trí tuệ, đau khổ có thể tu đức, nhẫn nhục có thể tu tâm, mỗi người đều có một chiếc bao lì xì, bạn sẽ nhận được những gì bạn bỏ vào đó, và mỗi người đều có một chiếc gương, bạn làm biểu cảm gì trên đó. Nó sẽ báo đáp bạn bằng biểu cảm đó. Hãy nhìn người khác như nhìn chính mình, hãy tự vấn lòng mình trước khi chịu trách nhiệm. Những người khác là tấm gương phản chiếu trái tim của chính mình và thế giới là sự so sánh của chính bạn. Cuộc đời là một tấm gương, trong đó hoặc là lương thiện, hoặc là xảo trá và đạo đức giả. Những người khác nhau có tâm trạng khác nhau, cuộc đời giống như một cuốn sách, trong đó người ta đối xử với nhau chân thành hoặc giả dối. Những người khác nhau để lại những ghi chép khác nhau. Trải qua những năm tháng thăng trầm trôi dạt, dẫu cay đắng, nhọc nhằn, chúng ta vẫn vững tin rằng sự chân thật là đẹp đẽ nhất, kiên nhẫn là một thực hành suốt đời, quá trình gian khổ. Nhưng kết quả thì tươi đẹp, cả nghịch cảnh và thịnh vượng đều phải chịu đựng, khoan dung có thể bao dung, thiện chí sẽ được giải quyết, mưa sẽ qua và nắng sẽ trở lại, cảnh vật lại đẹp và tươi mới. Nếu mọi khó khăn bạn đã nếm trải rồi, tức sự chuyển cảnh đã ở gần bạn thôi, cứ thư thả mà ngắm nhân gian, trả nợ đời và đợi những tia sáng mới Giáp Dần nhé. Con giáp tuổi Hổ với sự quyền lực và mạnh mẽ, chúng tôi tin rằng bạn sẽ làm được mọi điều và có được thành công vang dội cho mình. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì tuổi Dần lại giải quyết rất nhanh chóng. Lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi,
khuất phục trước công việc khó khăn nào, họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy, tuổi Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Tuổi Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực, khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Tuổi Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm, thì tuổi Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, bởi vậy mà người này luôn cố gắng, phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Tuổi Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm, họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi Hổ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Tuổi Dần yêu thích không gian trong lành, yên bình, rộng mở của thiên nhiên. Thời còn trẻ, những người này thường có những chuyến du lịch xa để khám phá, trải nghiệm điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ lạc quan, yêu đời như những đứa trẻ, lúc nào cũng cười nói, hồn nhiên, không bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Những người này khá hào phóng, đôi khi chi tiêu một cách hoang phí, không có kế hoạch. Bởi vậy tuổi Dần nhiều lần gặp phải túng thiếu, phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Họ thích được thể hiện những tài năng của bản thân mình, muốn nhận được sự tán dương, khen ngợi của mọi người. Ngay từ khi sinh ra, người này đã bị ảnh hưởng bởi quyền lực, vì vậy họ luôn cố gắng vươn lên đạt vị trí đứng đầu trong cuộc chơi. Tuổi Dần sẽ không chịu thua kém, khuất phục bất kỳ ai. Bình thường, những người này khá hài hước và hiền lành, nhưng một khi cơn nóng giận nổi lên, tuổi Dần sẽ khó có thể kiềm chế bản thân mình được. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến họ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, nhưng suy cho cùng, đó đã là bản chất tuổi Dần khó có thể khắc phục được. Tuổi Dần khi hứa điều gì nhất định họ sẽ thực hiện, dù có gặp phải nhiều khó khăn, rắc rối cũng sẽ không bỏ cuộc. Họ đặt danh dự, uy tín của mình lên hàng đầu, bởi vậy tuổi Dần luôn được mọi người xung quanh tin tưởng, yêu quý. Trong cuộc sống, họ là những người biết lắng nghe, chia sẻ và luôn cần những lời khuyên từ mọi người. Phụ nữ tuổi Dần có cá tính khá mạnh mẽ và cuốn hút. Khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người nổi bật nhất, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không những xinh đẹp, phụ nữ tuổi Dần còn rất thông minh, tài giỏi. Họ sẽ không an phận là một nữ nhi tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp, địa vị cho mình. Họ thích cuộc sống độc thân, tự do, thoải mái, không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao phụ nữ tuổi Dần có xu hướng kết hôn khá muộn. Ngoài thời gian làm việc, cô ấy đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân, sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn để mua sắm, chăm sóc sắc đẹp. Họ có tâm hồn yêu thiên nhiên, động vật và những đứa trẻ. Đàn ông tuổi Dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực, vì thế họ sớm trưởng thành, có ý chí, quyết tâm tự thân lập nghiệp. Họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc, ỷ lại vào ai. Trong công việc, họ hành động quyết đoán và chắc chắn, ít khi mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của đàn ông tuổi Dần là đa nghi, không tin tưởng người khác. Những người tuổi Dần khi còn trẻ đã ham học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng lứa, càng trưởng thành họ càng có đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì tuổi Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Điều mà những người tuổi Dần phải mất cả đời để học đó là cách kiềm chế bản thân. Họ dễ xúc động, cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó. Mỗi cơn nóng giận đi qua, hậu quả nó để lại không thể lường trước. Có lúc họ vô tư yêu đời lạ thường, nhưng cũng có lúc tuổi Dần chán nản, buồn phiền. Những công việc càng thử thách, nguy hiểm càng hấp dẫn được bạn. Bạn luôn muốn chinh phục vinh quang bằng cách làm những việc không ai có thể thành công. Tuổi Giáp Dần phù hợp với những công việc tổ chức, quản lý người khác. Họ luôn biết cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, đem lại hiệu quả cao. Cả cuộc đời, họ tâm huyết chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Người khác sẽ thấy những người tuổi Giáp Dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra, Giáp Dần cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục làm việc, vươn lên phát triển bản thân. Người tuổi Giáp Dần đa số có đường tình duyên rất thuận lợi, may mắn, họ sẽ chẳng phải chạy theo ai trong cuộc đời. Ngược lại, tuổi Giáp Dần luôn có nhiều người theo đuổi mình. Giữa đám đông, họ luôn là người nổi bật nhất, không chỉ vì hình thức bên ngoài mà còn vì phong cách nói chuyện, sự cởi mở, hài hước của mình. Giáp Dần yêu một cách hết mình, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại.
Họ yêu bằng trái tim và cảm xúc thật của mình, chân thành và trung thủy. Tuổi Giáp Dần luôn đem lại niềm vui, tiếng cười cho người yêu bằng sự hài hước, thân thiện của mình. Họ biết cách làm mới tình yêu, hết lòng vun đắp, xây dựng một mối tình trọn vẹn, dài lâu. Trên phương diện tình bạn, người tuổi Giáp Dần dễ dàng kết bạn được với những người tuổi Hợi, bởi lợn lưu hiền lành, nhường nhịn, sẽ không bao giờ khiến hổ phải tức giận. Trên phương diện đối tác làm ăn, tuổi Dần có thể hợp tác với người tuổi Tuất, tạo nên một mối quan hệ gắn bó lâu dài, dựa trên sự trung thành, tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Sửu sẽ là đối thủ ngang tài, ngang sức của người tuổi Giáp Dần nếu hợp tác làm ăn. Mối quan hệ của Dần và Sửu khó có thể duy trì lâu dài, bởi mỗi người đều có mục tiêu, quan niệm riêng biệt, không ai chịu lắng nghe ai. Tuổi Thân mưu trí, nhanh nhẹn, sẽ giúp tuổi Dần có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống. Tuy nhiên trong cuộc chiến, hổ sẽ dễ bị hạ gục trước mưu kế, sự thông minh của khỉ. Và theo tử vi, khi bước sang 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tuổi Giáp Dần sẽ đón nhận những vận may và những điểm hung bạn cần tránh là gì, hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Xem tử vi tuổi Giáp Dần, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Nhờ được nhiều cát tinh cao chiếu, nên vận trình tháng mới của con giáp này khá ổn định và nhiều chuyện vui kéo về. Nhìn chung, đây là một tháng bản mệnh đón phúc khí dồi dào và bạn sẽ dễ dàng được có cơ hội thăng chức hay tăng lương là rất lớn. Bên cạnh đó, lại có tam hội cục, lại thêm sao Thái Dương trợ mệnh, công việc của Giáp Dần không có nhiều áp lực, nhiệm vụ hoàn thành đúng dự định, trạng thái tinh thần khá thong thả. Tháng này là tháng khai vận, nên dường như sự nghiệp thăng tiến, đây cũng là khởi đầu suôn sẻ, giúp bạn có bước tiến mới trong sự nghiệp sắp tới của mình. Bạn nên có một kế hoạch ngay từ đầu tháng, tài lộc sẽ suôn sẻ và nhanh chóng đạt được thành quả xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng này, hãy trân quý những điều này, nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại của bạn. Mọi thứ đều cần được xây dựng từ căn bản, trước thì mới bền vững về lâu dài, công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng, nhiều khả năng bạn có được các mối quan hệ tốt, nên thời gian này là cơ hội để bạn có thể tìm kiếm những vận may và có được đối tác tốt cho sự nghiệp của mình, nếu có gặp trở ngại thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua nó. Tháng có thiên diêu chủ đào hoa chiếu mệnh, giúp tình cảm như khai hoa kết trái, các cặp đôi dễ nên duyên, hòa hợp. Với người độc thân thì vui vẻ, tinh thần phơi phới, nên đây cũng là cơ hội tốt để bạn có thể cải thiện bản mệnh, kết nối tơ duyên của mình. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với bạn trong tháng, nên tinh thần cũng rất thoải mái, góp phần cải thiện sức khỏe. Có điều bạn cũng đừng chủ quan, hãy biết cách nghỉ ngơi cũng như sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe. Lưu ý chế độ cân bằng dưỡng chất nhé. Tiếp theo là tử vi chi tiết về 4 phương diện của tuổi Giáp Dần, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi về sự nghiệp tuổi Giáp Dần, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Dưới sự trợ giúp của tam hợp, sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần có những bước tiến nhất định, đây sẽ là thời điểm thích hợp để khẳng định năng lực của mình. Từ đó nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, thêm đó, bạn sẽ có thể được đề bạt lên nhiều vị trí cao. Bên cạnh đó, khoảng thời gian này bạn sẽ gặp may mắn với nhiều đối tác triển vọng. Các nhiệm vụ mà bạn được phân công bạn sẽ hoàn thành xuất sắc và sẽ gặt hái được thành tích tốt. Hãy nắm bắt cơ hội tốt này Giáp Dần nhé. Với sự năng động, nhiệt tình của mình, thêm vào đó, quan hệ xã giao hài hòa cũng là yếu tố thuận lợi, giúp bạn đạt được thành công một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn, bởi mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ, định hướng cho bạn. Tuy nhiên, bạn cần phải nhận thức được rằng mình cũng có những điểm yếu cần phải sửa đổi, ví dụ như tính cách nông nổi, cả thèm chóng chán của mình. Bạn nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nếu có thể thì hãy tham khảo ý kiến của những người đi trước giàu kinh nghiệm hơn mình. Thêm vào đó, nếu công việc có bất lợi nhỏ, bạn có thể gặp gỡ được quý nhân giúp đỡ ngay trong tháng này, khi ấy, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nhiều hơn. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ tích lũy được thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, giúp ích nhiều cho sự nghiệp sau này. Về tử vi tài lộc của tuổi Giáp Dần, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, tài lộc của Giáp Dần cũng sẽ có những bước tiến nhất định trong thời gian này, nhờ có bản tính quyết đoán, nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm, mà bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, kiếm được khoản tiền lời lớn hơn những người đi sau. Nhờ có tam hợp trợ giúp, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã giao, ký kết những hợp đồng làm ăn phù hợp, tài lộc sẽ đầy về túi bạn một cách nhanh chóng trong tháng này đấy. Hình tượng bạn xây dựng càng điềm tĩnh, chắc chắn bao nhiêu,
thì số lượng những người tin tưởng và quyết định xây dựng quan hệ với bạn càng nhiều bấy nhiêu. Bạn có thể làm quen được với những đối tác đầy triển vọng, đôi bên có chung mục đích đến, nên việc hợp tác cũng trở nên trôi chảy hơn, giúp cả hai đều đạt được mục tiêu đặt ra từ ban đầu. Cát tinh trường sinh cho thấy, bạn càng tập trung bao nhiêu, thì thành quả đạt được sẽ càng đáng mừng bấy nhiêu. Quan trọng là bạn cần phải giữ được sự điềm tĩnh, chớ hành động nông nổi gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Về sức khỏe, tin vui là sức khỏe của tuổi Giáp Dần cũng không có gì đáng lo ngại. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với bạn trong tháng, nên tinh thần cũng rất thoải mái. Tâm trạng vui tươi là một trong những liều thuốc bổ, giúp bạn duy trì sức khỏe dồi dào cho bản mệnh. Vì thế, dù công việc hay cuộc sống có tạo ra áp lực đến mấy, bạn cũng nên tiết chế cảm xúc, điều chỉnh tâm thái bình tĩnh, bình thản đối phó. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý về bệnh xương khớp, vì đây là lúc thời tiết chuyển mùa, nên rất dễ tái phát bệnh cũ, đặc biệt với Giáp Dần đã có bệnh nền về xương khớp, chớ nên chủ quan Giáp Dần nhé. Nhưng cũng đừng vì thấy thể trạng sung mãn mà chủ quan và lãng phí sức khỏe, hãy biết cách nghỉ ngơi cũng như sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe, lưu ý chế độ cân bằng dưỡng chất nhé. Tử vi tình duyên tuổi Giáp Dần khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Nếu là bậc cha mẹ, khi bạn có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, bạn khá mệt khi lo lắng về việc học hành của con cái hoặc các xích mích giữa các thành viên trong gia đình sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên đường tình duyên lại khá thuận lợi, khi mà Giáp Dần đang lẻ bóng, sẽ có thêm cơ hội để tìm tình yêu lý tưởng cho cuộc đời mình. Bạn chỉ cần chuẩn bị một tinh thần lạc quan, vui vẻ thì mọi chuyện sẽ hanh thông, cha mẹ yên lòng. Tin vui trong tình duyên nên Giáp Dần có tư tưởng cởi mở và không bao giờ câu nệ những chuyện nhỏ nhặt, cho dù là với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay người lạ, bản mệnh sẽ trở nên rất khoan dung và không để bụng chuyện lặt vặt quá lâu. Quý vị thân mến, có câu nói rằng mọi việc có ý nghĩa, mọi thành tựu lớn lao đều được tự thành từ việc giữ vững tầm nhìn. Đặc điểm nổi bật nhất của một người có tầm nhìn lớn là họ có thể chấp nhận điều tốt nhất và có thể chịu đựng điều tồi tệ nhất. Họ đã đi qua nửa cuộc đời, nếm trải đủ mọi thăng trầm, nhìn thấu cuộc sống và hiểu được lòng người. 1. Khiêm tốn khi làm việc là một đức tính cao đẹp. Tôi đọc được một câu, đời người trầm lặng như uống trà, dù nước sôi mà lòng vẫn tĩnh lặng, một bình, một người, một khung cảnh uống nhẹ nhàng và chậm rãi, để cho hào quang thế gian trôi qua như sương mù dâng lên trước mặt, đọng lại rồi trôi đi, chỉ còn lại một dáng người tao nhã trên trần gian khiến người ta không ngừng tán thưởng. Một người thực sự có phẩm cách, ngoài việc sở hữu những khả năng phi thường, thường có lời nói và hành động khiêm tốn, ngược lại, những người luôn hống hách, khoa trương, thực chất là thiếu tự tin từ bên trong. Họ chỉ đang lừa dối bản thân và mọi người mà thôi, họ mong muốn thu hút sự chú ý một cách nổi bật, khiến mình trở thành người tốt nhất trong mắt người khác và để người khác đánh giá cao mình. Tuy nhiên, thường vì không có thực lực nên họ sẽ xấu hổ vì thành tích kém cỏi của mình. Những người thực sự có năng lực thường không nói về thành tích của mình mà vẫn có thể nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của người khác. Họ hiểu từ tận đáy lòng rằng những thành tựu nhất thời chỉ có thể đại diện cho quá khứ, sự khoe khoang sẽ không khiến họ có thêm tài năng, mà thay vào đó họ sẽ bắt đầu sa sút do tính nóng này. Khổng Tử có câu nói vô cùng nổi tiếng, ba người cùng đi, tất có người làm thầy ta, muốn thành công thì là phải hiểu rằng, chỉ có giữ tâm thái khiêm tốn thì mới nhìn ra được khuyết điểm của bản thân và thấy được ưu điểm của người khác, từ đó rút ra bài học và ngày càng tốt hơn. Có câu nói rằng, sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, người có năng lực thực sự sẽ không cần khoe khoang và không cần phải chứng tỏ bản thân mình với người khác. Họ luôn giữ một tâm thái ung dung, thản đãng và tôn kính người khác, từ đó nhận được sự kính trọng và yêu mến của mọi người xung quanh. Cuộc đời là một cuộc hành trình dài và những gì bạn có bây giờ chỉ là một giọt nước trong đại dương và không có gì đáng nhắc tới. Nếu bạn cho phép mình đối mặt với tiền tài một cách bình tĩnh và khiêm tốn, bạn sẽ càng ngày càng đi xa hơn. 2. Không sợ gian khổ là tu dưỡng. Tục ngữ có câu, nhật đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân, nghĩa là nuôi được cái khổ nhất trong cái khổ thì mới có thể làm bậc thượng nhân được. Con đường đời của mỗi người sẽ không bằng phẳng mà sẽ luôn gập ghềnh. Khi bạn đang ở thời điểm thấp trong cuộc đời hay khi gặp khó khăn, bạn hãy ngừng phàn nàn, bởi phàn nàn không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Điều đó sẽ chỉ khuyến khích những suy nghĩ tiêu cực và khiến bạn chẳng đạt được gì. Thay vì phàn nàn, tốt hơn hết bạn hãy biến những bất bình thành động lực, phấn đấu đạt đến điều tốt nhất và trở thành một người tốt hơn. Có câu nói rằng, muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Những khó khăn và bất bình mà một người phải chịu đựng sẽ không tự nhiên biến mất, mà sẽ trở thành sức nặng cho sự thành công của họ. Vì vậy,
Thái độ của bạn khi gặp khó khăn sẽ quyết định số phận của bạn. Kẻ ngốc sẽ đổ lỗi cho người khác và từ bỏ chính mình. Cuối cùng, họ phải chịu đựng mọi khó khăn của cuộc sống và ra đi trong nước mắt. Có người liên tục tiến về phía trước mà không dừng lại. Phàn nàn chỉ là cách giải tỏa cảm xúc và không thể giải quyết được vấn đề gì. Thực tế, áp lực lúc này đồng nghĩa với việc bạn đang trên đường lên núi, cuộc sống của bạn đang dần khá hơn. Chỉ cần đi theo con đường bạn đang đi, cuộc sống sẽ không phụ lòng những người tiến về phía trước và những ai kiên trì đến cuối cùng sẽ đến được phía bên kia của hạnh phúc. 3. Đừng tranh luận đúng sai, đó là sự sáng suốt. Có câu nói, khi bạn nhìn vào vực thẳm cũng nhìn chằm chằm vào bạn. Nếu muốn tránh rơi xuống vực sâu, hãy thoát khỏi vực thẳm càng sớm càng tốt. Tương tự như vậy, khi bạn tranh cãi với người khác về một điều xấu, bạn sẽ thường rơi vào tình trạng kiệt sức và không thể tự giải thoát được. Giống như bị mắc kẹt trong một vũng lầy và cố gắng thoát ra, nhưng không thể thoát ra được, lúc cảm thấy hối hận thì đã quá muộn. Người thông minh không bao giờ tranh cãi về những điều không hay, mà thay vào đó lùi một bước và không vướng vào là cách giải quyết khôn ngoan nhất. Trên thế giới này, không phải mọi thứ đều đáng để chiến đấu, tốt hơn hết, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và tập trung vào cải thiện bản thân. Cuộc sống sẽ thực sự tuyệt vời nếu bạn không cạnh tranh với những người và những thứ vô nghĩa. Cuộc đời rất ngắn ngủi, nên hãy tử tế với bản thân và đừng dành quá nhiều thời gian cho những điều vô nghĩa. Hãy để bản thân trở thành một người có tầm nhìn lớn và dũng cảm tiến về phía trước, dù gặp sóng gió trong cuộc đời. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị và các bạn nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình, thì đừng ngại hãy để lại ngày, tháng, năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận phía dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bản mệnh trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.